Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì chiều ngày hôm nay bên Huy mới vừa về một chiếc xe Colatix các anh chị, được sản xuất vào năm 2017, cá nhân đứng tên, gia đình sử dụng. Thì hôm nay Huy sẽ quay sơ bộ cho anh chị và các bạn mình xem qua về sản phẩm này các anh chị. Colatix dung tích động cơ 1.8 lít, 1.8 lít các anh chị. Xe thì còn khá là mới. Xe sử dụng đèn và đèn halogen nha, dạng phản xạ đa hướng. Xe này là biển số tỉnh nha các anh chị. Đó, biển số tỉnh. Thì xe này gia đình đi sử dụng khá là kỹ và bảo trì bảo dưỡng hãng đầy đủ nha các anh chị nha. Cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng. Thì Huy có kiểm tra lịch sử hãng. Thì mọi thứ ok hết các anh chị. Khe hở với các chi tiết màu đen ha, màu đen. Vỏ. Và xe này thì vỏ còn nguyên bản theo xe, và mâm thì sử dụng là mâm 16 inch nha các anh chị. Vỏ xe đun lớp các anh chị. Xe thì bên Huy sẽ tiến hành làm maruguri, làm đẹp, sẽ tiến hành vệ sinh, đánh bóng toàn bộ ngoại thất của xe, vệ sinh nội thất bên trong, vệ sinh động cơ cũng như là vệ sinh gầm các anh chị. Một tí thì Huy sẽ quay chi tiết phần nội thất cho anh chị và các bạn mình xem qua. Thì mình sẽ đi một vòng quanh ngoại thất để anh chị xem qua về sản phẩm. Mới vừa lái về các anh chị, trời mưa cho nên là nó hơi ướt ha. Đây là cái thông số tiêu hao nhiên liệu của xe. Nếu như chạy ngoài đô thị thì chỉ có 5.2 lít thôi các anh chị. Những cái chén cửa này là của hãng hết anh chị. Ốp nắp xăng này, anh chị nhìn nha. Qua thời gian 2017 tới giờ nó vẫn sáng bóng rất là đẹp. Vỏ còn nguyên bản theo xe. Xe đi được 75.000 cây số nha anh chị, ô đôi chuẩn luôn. Và bên Huy thì anh chị yên tâm về tình trạng xe, luôn cam kết về chất lượng cho anh chị. Cụm đèn sau thì sử dụng công nghệ đèn LED nha anh chị. Và cảm biến khoảng cách từ phía sau, là xe này trang bị hai cảm biến khoảng cách từ phía sau. Với sản phẩm thì mới vừa về thì Huy sẽ cập nhật cái giá sau cho anh chị. Xe thì Huy sẽ cho anh chị xem sơ bộ cái phần ngoại thất của xe, cũng như là một số thông tin về sản phẩm. Khe hở với các chi tiết nha. Hầu như ngoại thất của chiếc xe này còn nguyên bản khá là nhiều anh chị. Anh chị có thể là nhìn cùng Huy xem qua những cái đường găng này. Đó, và anh chị nhìn nghiêng này thì những cái bề mặt sơn á rất là đều và nó không có bị nhấp nhô anh chị. Đây, vỏ sau bên phụ. Vỏ sau bên phụ. Đây. Những cái nẹp mặt chrome. Và đối với những cái sản phẩm như gia đình sử dụng đi kỹ thì anh chị để ý là những cái ron cao su anh chị thì lâu ngày nó không có lão hóa, ít khi lão hóa lắm. Vì gia đình thường sử dụng kỹ, anh chị nào mà sử dụng xe kỹ thường là đậu xe trong mát nhiều. Cho nên tuy là 75.000 cái số nhưng mà vỏ cũng như là những cái chi tiết bằng nhựa các anh chị, cũng như là cao su thì cái độ đều màu cũng như là cái độ chắc của xe khá là ok các anh chị. Colatix với dung tích động cơ 1.8. Thì động cơ thì xe này sử dụng động cơ Dual VVTi, là động cơ mới các anh chị. Cũng như là về hộp số thì xe trang bị hộp số tự động vô cấp. Vô cấp. Thì ngoại thất thì Huy quay một vòng cho anh chị và các bạn mình xem qua. Với Colatix là một mẫu xe phân khúc hạng C, rộng rãi, cá nhân đứng tên, gia đình sử dụng kỹ. Cho nên là chất lượng thì anh chị không phải lo gì cả rồi. Thì tiếp theo Huy sẽ đi chi tiết vào phần nội thất bên trong để anh chị mình xem qua chi tiết về sản phẩm, để xem sản phẩm này có phù hợp với gia đình mình mua về sử dụng hay không anh chị. Atit rộng rãi, độ cách âm tốt anh chị. Rồi mình đi chi tiết phần nội thất Thì đầu tiên Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy mình xem chi tiết phần nội thất. Thì có cốp đựng hành lý phía sau. Keo truồng thì anh chị yên tâm nha. Đây, đó, truồng của hãng này. Mọi thứ còn nguyên vẹn. Bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mà thu mua xe vào. Anh chị có thể là nhìn những cái ron cao su rất là căng nha các anh chị nha. Rất là căng và mới. Và những cái vị trí mà lên xuống đồ anh chị để ý. Xe gia đình đi sử dụng rất là kỹ. Cho nên mọi thứ thì Huy đã xem qua rồi. Xe này chắc xe còn rất là đẹp luôn các anh chị. Đây, mình sẽ xem cái vị trí bánh xe cua. Đó. Còn rất là dài anh chị. Dường như là bánh xe cua này chưa chạm đất luôn anh chị. Đồ nghề vẫn còn nguyên. Đó. Và từng chi tiết của xe thì
anh chị mình sẽ đi chi tiết hơn phần nội thất. Và một điểm nữa thì Huy cũng trao đổi với anh chị luôn là Atis là một chiếc xe phân khúc hạng C nha các chị, cho nên là khá là rộng về cái khoang hành lý phía sau. Còn đây là phần tắp bi cửa sau bên tài đó, anh chị mình quan sát đó, những chi tiết màu bạc, kem màu đen. Đây là chi tiết bằng da các anh chị, và nhựa đây nhựa cao cấp nha anh chị nha, 1.8G, bản này là bản G nha các anh chị, bản G đó. Bản G chứ không phải là 1.8 bản E đâu nha. Thì ở đời 2017 này thì có cái bản 1.8, có bản E nữa chị, nhưng mà bản G là bản cao. Bản G là bản cao. Đây, ghế da là theo xe nha, màu kem và còn rất là mới luôn. Dường như là dãy ghế sau rất là ít người sử dụng các chị, có thể là quan sát nó không có bị nhăn, bị nhăn đó các chị, cũng như là bị mòn. Đó, mọi thứ còn khá là mới. Thì tiếp theo Huy vào bên trong cho chị và các bạn cùng xem. Đây, những vị trí như ở dưới thảm sàn này. Xe này mới lái về, bên Huy chưa có làm maru, chưa có vệ sinh, nhưng mà thực sự là anh chị mình xem qua cái nội thất nó rất là đẹp các anh chị. Cá nhân đi gia đình sử dụng vệ sinh thường xuyên cho nên là mọi thứ nó rất là mới và nó sáng. Thực sự là 75.000 cây số, nhưng mà nếu như trường hợp cái xe này á, nội thất thì chắc khoảng tầm độ 20-20.000 cây số thôi. Nếu như so với một cái xe mà bình thường đi các anh chị. Vì đây là cái khách hàng cũng kỹ vào vệ sinh thường xuyên, cho nên là về nội thất bên trong á thì còn rất là mới luôn anh chị. Đó, anh chị xem qua này, tắp bi cửa trước bên tài đó, anh chị thấy không đó, nhìn rất là đẹp. Công tắc lên xuống kính auto ở bên cửa tài nha các anh chị. Và xe này thì có gương gập điện luôn các anh chị nè, đầy đủ hết. Ghế ghế chỉnh điện 10 hướng nha, đây chỉnh điện 10 hướng này các anh chị. Rồi còn da ghế này anh chị nhìn nè, nó rất là căng và đẹp đó. Huy cho anh chị xem bằng đập ga, bằng đập thẳng luôn này. Mọi thứ bảo trì bảo dưỡng hãng đều anh chị, đều. Đây, số tự động. Xe này trang bị hộp số tự động vô cấp nha, chuyển số khá là êm và chạy rất là ngọt luôn anh chị. Đây là vô lăng. Đó, Huy sẽ nổ máy cho anh chị và các bạn mình xem ha. Đó. Hệ thống điều hòa thì đối với chiếc Atis này thì sử dụng hệ thống điều hòa tự động nha các anh chị, auto. Lạnh thì khá là nhanh và buốt. Đó, và về đầu DVD thì xe này có trang bị tính năng dẫn đường luôn anh chị. Đây. Dẫn đường DVD, radio, Bluetooth. Đó. Và mình có thể điều chỉnh âm lượng ở trên vô lăng luôn nha. Đó, odo chuẩn 75.000 cây số nha anh chị. Anh chị hoàn toàn yên tâm. Còn đây, anh chị nhìn xe là anh chị thích vì cái nội thất bên trong chủ xe giữ kỹ. Thực sự rất là hiếm có những cái sản phẩm mà chạy 75.000 cây số mà đẹp như sản phẩm này các anh chị. Đó, giữ kỹ, nội thất bên trong rất là thơm. Và mọi thứ thì vệ sinh thường xuyên các anh chị, cho nên là nhìn xe nó rất là mượt luôn. Đó. Rồi về phần động cơ đây, Huy cũng sẽ quay cho anh chị và các bạn mình xem. Thì đối với Corolla Atis, động cơ thì như Huy trao đổi là động cơ mới là Dual VVT-i, có hệ thống phối khí thông minh bố trí trên cam nạp và cam xả, cùng với đó là sẽ có hệ thống mà phối khí, hệ thống mà thay đổi chiều dụng chiều dài đường ống nạp các anh chị. Thì nó sẽ giúp cho chiếc Corolla Atis tăng công suất của động cơ và giảm cái lượng tiêu hao nhiên liệu cũng như là phần cái khí thải ra môi trường các anh chị. Và về động cơ hộp số thì bên Huy sẽ bảo hành cho mình 1 năm hoặc 20.000 cây số. Đó, cho anh chị yên tâm. Và với một chiếc xe mà được gia đình sử dụng đi kỹ, bảo dưỡng kỹ như thế này thì anh chị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Với giá bán thì Huy sẽ cập nhật cho anh chị sau ở trên đường mô tả, vì xe này bên Huy mới vừa lái về các anh chị, cho nên là Huy chưa có chi tiết về sản phẩm. Anh chị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Huy nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và bên Huy là hãng, là đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam, cho nên là những cái sản phẩm bên Huy là chuẩn và có cam kết bằng văn bản cho anh chị và có bảo hành nha các anh chị nha. Anh chị yên tâm. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.